Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các anh em đăng ký Telegram để gửi tin nhắn đều tất cả các bạn. Cái Telegram này là một cái ứng dụng gửi tin nhắn rất là bảo mật cao các bạn. Rồi, các bạn vào Sheet Play hoặc hệ điều hành Android thì các bạn vào Sheet Play gõ từ Telegram rồi các bạn cài đặt nha các bạn. Còn hệ điều hành App Store các bạn vào Google Chrome các bạn. Rồi các bạn tải về bấm nút mở ra nè. Vì cũng có chắc ai cũng biết rồi, có nhiều bạn chưa biết thì mình hướng dẫn cho những bạn nào chưa biết nghe tất cả các bạn. Còn bạn nào biết rồi thì bỏ qua video này nha các bạn. Tuy một cái sơ sức nhỏ thôi nhưng mà có nhiều bạn không biết để làm ai góp các bạn. Rồi các bạn bấm vào nút Send Tamin nè. Rồi đây thì 84 đồng Việt Nam các bạn ghi bỏ không đồng các bạn. Rồi bạn cấp phép nó nè. 84 7 7 9 6 8 6 8 3 5 9. Rồi bạn bấm nút mũi tên đi các bạn. Ok, cho phép. Rồi nó gửi về cho tất cả các bạn một cái mã code nha các bạn. Xem chưa về nữa ta. Rồi các bạn mở cái tin nhắn lên nha các bạn. Nhắn Messenger nè. Rồi nó gửi về luôn nè các bạn ơi. Rồi 45 mã code nha các bạn. 45054. Rồi các bạn mở Telegram ra. 45054. Rồi các bạn bấm nút continue nha các bạn. Rồi bạn cấp quyền cho nó nè. Cấp quyền cho nó nè. Rồi gì đây là cái tài khoản của các bạn. Mình đã có tài khoản từ lâu rồi. Rồi các bạn click vào qua cho gạch nè các bạn. Các bạn nào muốn tạo group thì nhấp vào tạo group nè. Các bạn nhập những người bạn của mình nè. Ví dụ nha các bạn. Rồi các bạn bấm nút ví dụ đi. Rồi bạn gửi các bạn. Rồi bạn ghi tên group vô nè. Ví dụ như bạn tạo group gì đó. Kiếm tiền ví dụ như các bạn. Đây thì mình demo cho các bạn. Group đầu tư mà. Kiếm tiền đi. Vĩ đại đi. Đây thì mình demo cho các bạn mà. Rồi các bạn muốn gì làm được cái group luôn các bạn. Rồi các bạn nhập vào qua vô gạch nè, send chat nè. Một này có thể bạn send chat này các bạn có thể chat với người đó các bạn. Rồi còn một channel này các bạn có thể tạo một cái link kênh YouTube của mình các bạn. Tạo một cái channel các bạn. Ghi tên cho nó, rồi cũng vậy luôn các bạn. Rồi card này thì điện nha các bạn. Còn machine này thì gửi tin nhắn, còn setting này vô cài đặt nè các bạn. Này thì username mình nha các bạn. Invite fan là cái này, copy link giới thiệu, chia sẻ cho bạn bè, những người thân. Bạn nào chưa biết cài cái username thì vào setting nha các bạn. Rồi các bạn ghi vào username của mình nha các bạn. Còn cái đây nhấp vào đây thì cái link Telegram mình này nằm đây nha các bạn. Còn gì nữa không ta? Rồi các bạn, vì là cái Telegram này chức năng có bao nhiêu, bạn muốn nhắn tin với người nào thì bạn nhấp vào nha các bạn. Các bạn ghi nha các bạn. Các bạn gửi cho người đó nha các bạn. Ví dụ nha các bạn. Bạn muốn gửi ảnh thì nhấp vào đây gửi ảnh nha các bạn. Quan share. Vậy video mình kết thúc nha các bạn. Các bạn nhớ cho mình xin một like, một đăng ký để cập nhật những clip tiếp theo từ mình nha. Video này mình chia sẻ cho các bạn, các ai cũng biết rồi nhưng mà mình vẫn chia sẻ cho những nào mà những bạn chưa biết nha các bạn.
Chào tạm biệt tất cả các bạn nha.